Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 85. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 25 tháng 11 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh bổn ra, trang 46, bắt đầu xem từ hàng cuối cùng. Đoạn trước đã giới thiệu qua 6 tầng trời dục giới. Từ đoạn này, Đại Phạm Thiên Dương, đây là thuộc về trời sắc giới. Sắc giới có 4 tầng, phân thành sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trong tứ thiền thiên lại tương đối đặc thù, có phàm phu thiên, có thánh chúng thiên, cũng tức là nói phàm thánh đồng cư độ. Tứ thiền tổng cộng có 9 cõi trời, trong đó có 4 loại thuộc về phàm phu. Ngoài ra còn có 5 loại gọi là tịnh cư thiên. Đây là nơi Bồ Tát A-la-hán tu học ở đây. Trong tứ thiền thiên rốt cuộc gồm nhiều ít chủng loại? Trong kinh điển cách nói cũng không giống nhau. Trong kinh này đến phẩm thập tạng sẽ có giới thiệu tường tận. Thông thường chúng ta giới thiệu thiên giới đều y theo cách nói 18 tầng trời. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, trong mỗi thiền có 3 cõi trời, cho nên tổng cộng có 9 tầng trời. Hoặc là chúng ta nói 9 loại. Đệ tứ thiền ngoài 3 loại thông thường ra, họ còn có một loại gọi là vô tưởng thiền. Thế gian có một số người tu vô tưởng định, vô tưởng định tu thành công rồi sanh đến đệ tứ thiền. Có một môi trường đặc thù xưng đó là vô tưởng thiền. Trong Phật Pháp xem nó là ngoại đạo. Ngoại đạo này là tâm ngoại cầu Pháp, gọi là ngoại đạo. Lại thêm 5 loại tịnh cư thiền. Tứ thiền thiên sẽ là bao gồm 9 loại trời. Cho nên sắc giới tổng cộng có 18 loại. Đại Phạm Thiên Dương
là thiên chủ của sơ thiền. Sơ thiền gọi là phạm thiền. Trong đó có đại phạm thiền, phạm phụ thiền, phạm chúng thiền, ba loại. Đại phạm thiên dương, nếu như dùng chế độ của thế gian chúng ta mà ví dụ ra, ví dụ như quốc dương, phạm phụ thiên là đại thần của quốc gia này, phạm chúng thiên tức thuộc về nhân dân. Trên thực tế nó là một tầng trời, phước bao của nhân thiên không tương đồng. Giống như nhân gian chúng ta vậy, người có phước báo lớn làm quốc vương, kể đến làm vương công đại thần. Người phước báo mỏng làm bá tánh phổ thông. Trên trời cũng có tình hình như vậy. Thanh Lương Đại Sư trích dẫn lời của Phật Địa Luận để giải thích: ly dục tịch tịnh nên gọi là phạm. Vì sao xưng là phạm thiên? Họ buông bỏ tất cả ngũ dục lục trần, được tâm thanh tịnh. Nếu như ngũ dục lục trần chỉ có một loại chưa buông xuống được, người tu hành này sẽ không thể xa lìa dục giới. Sự thật này chúng ta bắt buộc phải rõ ràng. Vậy là ly không phải ly trên sự, là ly trên tâm. Trên sự ly không khó. Bất luận là tại Phật môn hoặc là những tôn giáo khác của Ấn Độ, người xuất gia tu hành có thể nói thế gian ngũ dục lục trần đều xả bỏ, nhưng trong tâm còn có nhiệm trước. Lúc sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần còn có khởi tâm động niệm, điều này chưa ly. Nếu như người tu hành trên tâm địa cũng buông xuống, đối với dục trần đích thực không ô nhiễm, tương lai họ giảng sanh chắc chắn là sanh sắc giới thiên. Họ sẽ không ở dục giới. Đại Phạm Thiên Dương ở đây cũng là một tộc loại, là một tộc loại. Mời xem kinh văn: phục hữu bất khả sổ Đại Phạm Thiên Dương. Sở dĩ thi khí Thiên Dương, huệ quang Thiên Dương, thiện huệ quang minh Thiên Dương, phổ dân âm Thiên Dương, quán thí ngôn âm tự tại Thiên Dương, tịch tịnh quang minh nhãn Thiên Dương, quang biến thập phương Thiên Dương, biến hóa âm Thiên Dương, quang minh chiếu diệu nhãn Thiên Dương, duyệt ý hải âm Thiên Dương, như thị đẳng nhi di thượng thủ bất khả xưng số, giai câu đại từ lân mẫn chúng sanh, thư quang phổ chiếu linh kỳ khoái lạc. Đây là một đoạn. Một đoạn chính là một tộc loại.
Chúng ta nói một tộc loại, chư vị rất dễ dàng thể hội được nền văn hóa đa nguyên. Có thể thấy được hội Hoa Nghiêm là nền văn hóa đa nguyên. Câu đầu tiên là câu liệt kê số lượng. Số lượng là bất thể điểm. Trước đây chúng ta thấy vô lượng vô số. Đây là không thể điểm, không thể xưng kể, ý nghĩa đều tương đồng. Nói rõ pháp hội này là pháp hội chân thật rốt ráo viên mãn. Số đại chúng tham gia đến tận hư không biến pháp giới. Mười phương vô lượng vô biên hằng sa quốc độ Phật. Trong đây có tu thiền định, đạt đến công phu sơ thiền. Người thế gian phước báo không bình đẳng, là trong đời quá khứ mỗi người tu phước không tương đồng, nhân tu không tương đồng, cho nên đạt được quả báo không giống nhau. Nhân quả chắc chắn là tương ứng, tuyệt đối sẽ không có tu thiện nhân được quả bất thiện, tu nhân bất thiện mà được thiện quả. Không có đạo lý như vậy. Trong kinh Phật thường nói không có điều này. Thiên nhân sắc giới họ tu thiền định. Nói cách khác, định công sâu cạn, sai biệt không đồng. Sơ thiện, định công sâu, làm đại phạm thiên dương. Công phu thấp hơn, hoặc là công phu thấp hơn nữa, cũng có sai biệt. Sai biệt gần như tương tự như nhân gian chúng ta vậy. Thật sự gọi là muôn dạng sai biệt. Nhưng nói chung, tâm địa của họ đều thanh tịnh, ly dục. Trong Phật Pháp nói, định của sơ thiền gọi là căn bản định. Từ căn bản định lại hướng thượng tu học, không ngừng hướng thượng nâng cao. Định nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, lại hướng thượng đi lên, chính là tứ không thiền. Tứ không thiền cũng có bốn loại thiền định, cũng là sâu cạn khác nhau. Định cao nhất chúng ta gọi là đệ bát định. Đây chính là tính luôn từ sắc giới. Sắc giới bốn loại thiền định, vô sắc giới bốn loại thiền định, hợp lại là đệ bát định. Định công sâu như vậy vẫn chưa thoát ly được luân hồi lục đạo. Cho nên siêu diệt lục đạo luân hồi đích thực là việc không dễ dàng. Ngày nay chúng ta vô cùng may mắn gặp được pháp môn Tịnh Độ. Cho dù Hoa Nghiêm Hải Hội cuối cùng vẫn là quy kết về pháp môn Tịnh Độ. Chúng ta từ những nơi này có thể lãnh hội được những điểm này, có thể thể hội được sự thù thắng.
của những pháp môn này, chúng ta đối với Tịnh Tông kiên định tín tâm chính là từ trong kinh này mà khởi phát. Chúng ta nhìn thấy trong Bồ Tát chúng văn thù phổ hiện, đây là thủ lãnh của tất cả Bồ Tát chúng. Là hai trợ thủ của Tỳ Lô Giá Na Phật trên hội Hoa Nghiêm, trợ thủ đắc lực nhất. Hai vị này phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc làm tấm gương cho chúng ta. Để hướng dẫn, để nhắc nhở khích lệ chúng ta. Là Đẳng Giác Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm không phải người bình thường. Hai vị Bồ Tát này trong kinh điển giới thiệu cho chúng ta đều là từ kiếp lâu xa đã thành Phật. Sau khi thành Phật, lên thuyền từ trở lại độ sanh hiện thân Bồ Tát, phân thân ra giúp Tỳ Lô Giá Na Phật giáo hóa chúng sanh. Sự thị hiện của họ có thể nói là quyền, cũng có thể nói là thật. Quyền là biểu diễn cho chúng ta thấy, cũng có thể nói là chân thật. Chúng ta tỉ mỉ quan sát, ý nghĩa này có thể rõ ràng được. Duy chỉ có sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể làm cho thời gian tu hành rút ngắn lại. Thành tích dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói, theo đường thẳng mà lên cao, đây là một đại sự vô cùng thù thắng. Chúng ta gặp được pháp môn này cũng giống như trong bài kệ khai kinh đã nói, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Lời nói này phải ghi nhớ cho rõ ràng. Nhiều đời nhiều kiếp, thiện căn phước đức nhân duyên thành thục mới gặp được một lần như vậy. Sau khi gặp được rồi, nhất định phải trân quý. Không dễ dàng gì gặp được. Trân quý cơ hội này, nắm chắc cơ hội này, trong đời này chắc chắn được sanh. Dưới đây, Kinh Văn cũng đưa ra 10 vị thượng thủ. Vị thứ nhất là Khi Khí Thiên Dương. Khi Khí là tiếng Phạn, dịch âm là, ý nghĩa của nó là trì kỵ. Trì là bảo trì, kỵ chính là búi tóc. Trong kinh Đức Phật nói cho chúng ta, vị thiên vương này họ có tướng nhục kỵ, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đỉnh đầu của Đức Phật có nhục kỵ. Đỉnh đầu của Đại Phạm Thiên Dương cũng có nhục kỵ. Cho nên xưng là Khi Khí. Họ có thể duy trì, đây thuộc về một trong 32 tướng.
Nhục kế Như Lai cũng xưng là vô kiến đảnh tướng. Tướng nhục kế của Đại Phạm Thiên Vương gọi là quả đảnh. Phật nói cho chúng ta thế gian có đại tam tai. Có đại tam tai, có tiểu tam tai. Đại tam tai chính là nước, lửa, gió. Quả tai có thể thiêu đến sơ thiền thiên. Đây chính là ý nghĩa của quả đảnh. Quả tai lớn nhất chỉ thiêu đến sơ thiền thiên. Đây chính là ý nghĩa của quả đảnh. Định công càng sâu hơn. Quả là gì? Sân nhuế gây ra. Người thế gian có tâm sân nhuế, có tâm tật đố, cho nên mới chiêu cảm quả tai. Từ đó có thể biết thiên nhân quải sơ thiền còn chưa tránh được quả tai. Tuy nhiên sân nhuế đã hàng phục, hàng phục không triệt để lắm. Họ đã tu từ bi hỷ xả, lực lượng của từ bi hỷ xả còn chưa áp chế được sân nhuế. Hiện hành của sân nhuế nhất định không có, sẽ không có biểu hiện ra bên ngoài. Trong tâm còn chưa hoàn toàn buông xuống, còn có ý niệm này, cho nên quả tai này không thể tránh được. Đến thiên nhân của nhị thiền thiên, tâm sân nhuế hoàn toàn khống chế được. Không những không khởi hiện hành, ý niệm cũng không sanh nữa. Cho nên nhị thiền thiên sẽ không có quả tai, nhưng có thủy tai. Nước có thể dần đến nhị thiền thiên. Nước đến như thế nào? Đến từ tâm tham. Tham ái là nước. Đến tam thiền thiên, công phu càng sâu hơn, thủy tai cũng không còn nữa. Còn có phong tai. Phong tai là gì? Là ngu si. Cho nên chưa vị nên biết, đến đệ tứ thiền, thủy hỏa phong tam tai đều không có. Vì thế tứ thiền gọi là phước thiên. Trong lục đạo phàm phu, phước báo lớn nhất, tam tai không còn nữa, không còn thọ tam tai nữa. Sơ thiền ba loại tam tai đều phải thọ, nhị thiền không có quả tai, nhưng còn có thủy tai và phong tai. Tam thiền chỉ có phong tai, thủy quả đều không còn nữa. Giới thiệu đến đoạn sau sẽ nói rõ cho quý vị. Đây là ý nghĩa của thi khí. Chúng ta đọc đến danh hiệu của Thiên Vương liền nghĩ đến ý nghĩa của biểu pháp trong danh hiệu. Từ trong biểu pháp của danh hiệu, chúng ta biết được bản thân chúng ta muốn miễn trừ tất cả thiên tai, nhất định phải đoạn tham sân si.
Không những đối với tất cả người sự vật thế gian, không được có tham sân si mạng. Đối với Phật Pháp cũng không nên có tham sân si mạng. Quý vị học Phật rồi, thế gian Pháp không tham, tham ái Phật Pháp, tâm tham của quý vị chưa đoạn. Chỉ cần quý vị tâm tham chưa đoạn, thiên tai vẫn không tránh được. Điều này rất quan trọng, nhất định phải hiểu được đạo lý này. Hiện tại thế gian thiên tai đặc biệt nhiều. Từ các loại tin tức chúng ta biết được, mỗi năm càng nhiều hơn, càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nếu như thật sự bị những tiên đoán của cổ xưa nói đúng, vậy thì thật sự là một sự việc rất bất hạnh. Rất nhiều dự đoán cổ xưa của các quốc gia địa phương đều nói cuối thế kỷ này. Hiện tại đã tiến vào cuối thế kỷ rồi. Thế kỷ này 1.000 năm phải tính hết nợ, e rằng có rất nhiều thảm họa. Thảm họa rất lớn sẽ phát sinh. Tai nạn này không phải đại tam tai, sợ rằng tiểu tai nạn. Trong kinh Đức Phật nói cho chúng ta tiểu tam tai. Đây đều là tai nạn rất nghiêm trọng. Đức Phật nói có 7 ngày 7 đêm kiếp đau binh. Kiếp là kiếp nạn, kiếp đau binh là chiến tranh. Ngày xưa, trong đại chiến lần thứ hai, Trung Quốc và Nhật Bản đánh nhau 8 năm. Người tử thương quá nhiều. Thế hệ chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Chiến tranh này trong kinh Phật nói không tính là kiếp đao binh. Như thế nào mới coi là kiếp đao binh? Ngày xưa chúng tôi nghĩ không thông. Chiến tranh 7 ngày. Tai nạn thứ hai là ôn dịch 7 tháng 7 ngày. Tai nạn thứ ba là nạn đói khát 7 năm 7 tháng 7 ngày. Cách nói này ngày xưa chúng tôi cũng căn cứ vào những chú giải của cổ nhân mà giải thích mơ hồ chung chung. Vì sao vậy? Đích thực là chúng tôi không thể nào nghĩ ra được. Những năm đầu thập niên 70, tôi tham quan Nhật Bản.
đến Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản để tham quan. Sau khi nhìn thấy, tôi bỗng nhiên đại ngộ. Hóa ra Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh điển nói cho chúng ta về tiểu tam tai chính là đại chiến hạt nhân, chiến tranh hạt nhân. Tại Nagasaki, chúng tôi nhìn thấy nơi mà bom nguyên tử phát nổ. Sau khi nổ, bụi phóng xạ cảm nhiễm. Tuy không trực tiếp bị nổ chết, nửa năm sau đó, người vì bụi phóng xạ chiếu vào mà chết rất nhiều. Cho nên ôn dịch là chỉ cho điều này. Những khu vực bị dội bom, quý vị nếu như tránh được 7 tháng trở lên mới được quay là sống lại. Nhưng nơi bị dội bom, đất đai, cây cỏ không mọc nổi. Lúc tôi đến thăm, trên đất mới mọc cỏ, mới mọc cây. Họ nói với tôi, chúng tôi gần 8 năm rồi. À, không phải như trong kinh nói, 7 năm 7 tháng trên đất không thể trồng bất cứ thứ gì, không thể mọc nổi cây cối. Con người phải chịu đói khổ. Thế nên chúng tôi mới biết tiểu tam tai mà Đức Thế Tôn nói chính là chỉ cho chiến tranh hạt nhân. Hiện tại trên thế giới có khả năng nổ ra chiến tranh hạt nhân hay không? Mọi người đều tin tưởng rất có khả năng. Sự khuếch trương của vũ khí hạt nhân dần dần mất đi sự khống chế. Lúc này phải làm sao? Phương thức cưỡng chế để khống chế cố nhiên có thể nhận được hiệu quả nhất thời. Hiệu quả này có thể duy trì được bao lâu rất khó nói. Cho nên bắt buộc phải dùng phương pháp ôn hòa để hướng dẫn, để khuyên bảo mọi người cố gắng hết sức để tránh tai họa do con người gây ra. Chúng ta hiện tại dùng thái độ khách quan để quan sát. Tai nạn này rất khó tránh được. Nếu như cuối thế kỷ xảy ra chiến tranh này, nhân khẩu trên toàn thế giới sẽ mất đi một nửa. Chúng ta có thể may mắn tránh khỏi không? Sự thật này chúng ta nhất định phải hiểu được. Trước đây, cư sĩ Lý Bỉnh Nam trước lúc giảng sanh một ngày hướng dẫn học trò, ông nói thế gian này có đại tai nạn, Phật Bồ Tát thần tiên đến cũng không cứu được. Khuyên rằng
học trò của ông duy chỉ có một con đường sống, chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta trong đời này có thể bảo chứng bản thân giảng sanh tịnh độ, nhất định phải đoạn ác tu thiện, tiêu chuẩn đoạn ác tu thiện chúng tôi giảng trong giảng đường nói rất nhiều. Phải buông bỏ ý niệm tự tư tự lợi, phải phục vụ nhiều cho xã hội, cho chúng sanh, quên mình vì người, chính là đoạn ác tu thiện. Niệm niệm còn xem mình là số một, thì tai nạn này rất khó tránh thoát được. Ngày nay chúng ta đọc đến thi khí phạm dương, hàm nghĩa của danh hiệu này sẽ có cảm xúc sâu sắc. Vị thứ hai, Huệ Quang Thiên Dương. Huệ là trí huệ, quang cũng tượng trưng cho trí tuệ. Hai chữ này hợp lại ý nghĩa rất viên mãn, cũng tức là nói trí tuệ phải phóng quang. Nói cách khác, trí tuệ phải lợi ích tất cả chúng sanh. Người thế gian vì sao có đấu tranh? Vì sao hai bên không dung hòa? Vì sao lại gây ra tai nạn lớn đến như vậy? Nói tóm lại, quy kết về một nguyên nhân: ý niệm sai lầm. Sai ở đâu vậy? Sai ở nơi tự tư tự lợi. Nếu như chúng ta có thể xả bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ tự tư tự lợi, chúng ta xem tận hư không biến pháp giới là nhà của mình, quý vị sẽ không khác gì chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát và chúng ta không tương đồng. Họ coi tận hư không biến pháp giới là nhà của mình. Trong hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ thân gia quyến thuộc của mình. Cho nên Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Đây là thật, không phải là giả. Chúng ta đối với cha mẹ, đối với thầy giáo, chư Phật chính là thầy giáo, có gì lại không tôn kính được? Làm sao còn có khởi tâm động niệm tổn hại họ? Tâm lượng này là tâm lượng vốn đầy đủ, vốn đã như vậy. Hiện tại tâm lượng chúng ta vì sao lại biến thành nhỏ bé như vậy? Mê thất tự tánh.
Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy tâm lượng của chư Phật Như Lai, của Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta từ trên mỗi tộc loại nhân số vô lượng vô biên không thể tính kể, quý vị liền biết được họ là người một nhà. Người một nhà mới tụ hội trong một nhà. Nếu như chúng ta mỗi một người đều hiểu được chân tướng sự thật này, đều đem tâm lượng khai mở, toàn thế giới bất cứ chủng tộc nào, tôn giáo nào đều là người một nhà. Trong đây sự kỳ thị mâu thuẫn tự nhiên có thể tiêu trừ, tai họa do con người tạo ra có thể tránh được, tai họa do con người tạo ra có thể tiêu trừ. Nói với chư vị rằng tai họa tự nhiên cũng theo đó mà tiêu trừ. Trong kinh Đức Phật nói, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo chính là môi trường sinh sống tự nhiên của chúng ta, môi trường tự nhiên theo tâm của chúng ta mà chuyển. Tâm chúng ta chân thành, tâm chúng ta từ bi, lương thiện, môi trường sinh sống tốt đẹp. Chúng ta nhìn xem y báo, chánh báo, trang nghiêm của thế giới Hoa Tạng, các loại trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, nó có như thế nào? Trên kinh có giảng cho chúng ta chư thượng thiện nhân câu hội nhất sự. Hoàn cảnh đó, đại môi trường sinh sống là thượng thiện chiêu cảm. Ngày nay môi trường chúng ta sinh sống thật sự là xấu xa đến mức cực điểm. Mọi người đều hiểu được môi trường sinh thái trên trái đất bị phá hoại, bị ô nhiễm. Thậm chí có người nói trái đất đã không thích hợp cho loài người cư trú nữa. Tạo thành như thế nào? Chúng sanh ác nghiệp tạo thành, ác niệm tạo thành. Như vậy mới là nguyên nhân thực sự. Phương pháp cứu giảng nhất định là dùng trí tuệ cao độ. Giúp tất cả chúng sanh mê hoặc được giác ngộ. Dùng phương pháp gì để giúp họ? Người thiện thế gian xuất thế gian đều dùng phương pháp dạy học. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Khổng Lão Phu Tử của Trung Quốc cũng giảng kinh thuyết đạo cho mọi người. Trong đây Đức Thế Tôn lưu lại cho chúng ta điển tịch phân lượng rất nhiều. Thật sự gọi là mênh mông trời biển. Chúng ta nếu như biết chọn lựa, xem chúng sanh hiện tại bệnh ở chỗ nào, điều cần thiết là những gì? Chúng ta chọn lựa cho họ, gọi là bốc thuốc đúng bệnh, thuốc đến thì bệnh tiêu. Trong kinh điển
chúng ta tuân thủ giáo huấn của Đức Phật, lựa chọn pháp môn tịnh độ, lựa chọn kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt là lựa chọn bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư. Thu được hiệu quả rất tốt. Hoa Nghiêm và kinh Vô Lượng Thọ vô cùng khí hợp với căn cơ người thời đại hiện nay. Nhu cầu bức bách của người thời đại hiện nay, đây chính là làm thế nào để đem các loại tộc loại khác nhau, văn hóa khác nhau, thói quen sinh hoạt khác nhau, tư tưởng tôn giáo khác nhau, có thể đem nó viên dung chỉnh hợp để cho chúng ta cùng nhau sinh sống trên trái đất này, tiêu trừ kỳ thị, tiêu trừ ngộ nhận, có thể đạt được tôn trọng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, tôn kính lẫn nhau, hợp tác với nhau, cùng nhau sáng tạo cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Hai bộ kinh này chính là ý nghĩa như vậy, chính là mục tiêu này. Ở Úc Châu có một số người trí tuệ theo đuổi công việc này tìm đến tôi, hỏi tôi có phương pháp gì hay không. Tôi liền đem kinh Hoa Nghiêm giới thiệu cho họ, đem kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu cho họ. Chúng ta tuân thủ giáo huấn của hai bộ kinh này, mục đích này nhất định có thể đạt được. Mời xem vị thiên dương thứ ba, Thiện Huệ Quang Minh Thiên Dương. Danh hiệu này và ý nghĩa danh hiệu trước đây vô cùng gần nhau. Huệ Quang chính là Huệ Quang Minh. Chỗ không giống nhau là thêm một chữ thiện. Chữ thiện này thêm rất hay. Nếu như không có chữ này, mục đích của văn hóa đa nguyên chỉ có thể đến thế giới đại đồng. Đương nhiên, thông thường mà nói thì đã quá khó rồi. Sống chung hòa bình đến thế giới đại đồng, nhưng như thế nào? Không thể siêu diệt lục đạo. Đây là không thiện. Thêm một chữ thiện, hy vọng sau khi đến cảnh giới này rồi, chúng ta còn phải đem cảnh giới này không ngừng hướng thượng nâng cao, mới có thể đột phá lục đạo. Trong lục đạo nói tam giới, đột phá dục giới, đột phá sắc giới, đột phá vô sắc giới, đến cuối cùng đột phá thập pháp giới, đó mới gọi là thiện. Muốn đạt đến mục đích này, nhất định phải thật sự nương vào lời giáo huấn của Đức Phật. Tại nơi này, đầu tiên chúng ta phải nói rõ, Khổng Lão Phu Tử nói với chúng ta, danh bất chính, tức ngôn bất thuận. Quý vị muốn làm cho người khác tín thọ, phụng hành, trước phải chính danh.
chúng ta nhất định phải giải thích rõ ràng cho người khác. Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục. Nếu như mọi người đem quan niệm này sửa đổi lại, tất cả các tôn giáo đều muốn đến trường học này để học. Đại học Thế Gian, bất cứ học sinh của tôn giáo tín ngưỡng khác nhau cũng lên lớp trong một phòng học. Vấn đề không phải là đã giải quyết rồi sao? Không thể nói rất nhiều tôn giáo ở trong một tôn giáo mà cầu nguyện lễ lạy là việc làm không được. Nhưng chúng ta nhìn thấy rất nhiều tín đồ tôn giáo khác nhau có thể học trong cùng một lớp, một thầy giáo đang dạy họ. Điều này chúng ta thấy rất nhiều. Chúng ta nhất định phải chứng minh Phật Thích Ca Mâu Ni là dạy học chứ không phải là tôn giáo. Đem Phật giáo từ trong giới hạn tôn giáo này siêu việt ra ngoài, giải thoát ra ngoài, làm cho mọi người biết Phật giáo là giáo dục, không phải là tôn giáo. Đối tượng Phật giáo dạy học là tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới, tất cả chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, công bằng vô tư, dạy học bình đẳng. Nội dung dạy học là gì? Chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nói cách khác, chính là mỗi người, mỗi chúng sanh, chân tướng cuộc sống của bản thân quý vị là môi trường sinh sống. Vậy thì còn lời gì mà nói nữa? Nếu như hiểu rõ rồi, bất cứ chúng sanh nào không có lý do gì phản đối giáo dục này, không có lý do gì không chấp nhận giáo dục này. Chỉ có tiếp thu sự giáo dục này mới có thể làm cho tộc loại khác nhau trở thành đồng loại. Không những có thể đạt đến thế giới đại đồng, thế giới hòa bình, cùng tồn tại phát triển, mà còn có thể đạt đến thành tựu trí tuệ rốt ráo viên mãn. Trí tuệ cứu cánh viên mãn là gì? Trong giáo dục Phật giáo nói là làm Phật, thành Phật. Thành Phật là học vị cao nhất trong giáo dục Phật giáo. Học vị trong Phật giáo cũng có ba, giống như trong giáo dục của thế gian vậy. Giáo dục thế gian có cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Học vị trong Phật giáo cũng có ba, tiếng Phạn xưng là A-la-hán, Bồ-Tát, Phật. Phật là học vị cao nhất trong giáo dục Phật giáo. Phật nói tất cả chúng sanh đều có thể làm Phật. Nó là danh xưng của học vị, không phải là thần minh, không phải là thượng đế. Trong tôn giáo không thể nói người người đều làm thượng đế, nói không thông được. Họ cho rằng chỉ có chân thần duy nhất. Quý vị tín ngưỡng tôn giáo, quý vị không thể thành thần. Thành thần chẳng phải rất nguy hiểm ư? Nhưng nhà Phật nói người người đều có thể thành Phật, người người đều có thể làm Bồ Tát. Đây là danh xưng của học vị.
Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Trong tu học Phật Pháp cũng có một tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này rất nghiêm ngặt. Chỉ cần chúng ta đoạn được chấp trước, quý vị liền chứng học vị A-la-hán. Học vị thứ nhất lấy được rồi. Đối với tất cả pháp thế suốt thế gian, không còn chấp trước nữa. Chấp trước là phiền não. Không chấp trước sẽ không có phiền não. Đoạn phiền não. Quý vị lấy được học vị thứ nhất rồi. Nếu như đối với tất cả pháp thế suốt thế gian không còn phân biệt, không những không chấp trước, mà ý niệm phân biệt cũng không có, quý vị liền lấy được học vị thứ hai, quý vị liền thành Bồ Tát. Học vị cao nhất là đoạn hết mọi vọng niệm. Tuy không có phân biệt, không có chấp trước, còn có vọng tưởng. Vọng tưởng chính là vô minh, là vọng tưởng vô cùng vi tế, không phải là vọng tưởng hiện tại của chúng ta. Chúng ta vẫn cứ đang suy nghĩ lung tung, không thể xưng là vọng tưởng, là suy nghĩ lung tung. Vọng tưởng cực kỳ vi tế cũng đoạn rồi, vậy là lấy được học vị cao nhất, Phật Đà. Cho nên đồng tu chúng ta học Phật nhất định phải rõ ràng, sáng suốt, mới có thể giúp được bản thân, giúp được tất cả chúng sanh khổ nạn, làm cho họ nhận thức được giáo dục Phật giáo. Hôm nay chúng tôi không ngại phiền phức giảng cho mọi người về giáo dục Đức Phật, không nói Phật giáo. Nói Phật giáo sợ họ cho rằng đây là tôn giáo. Chúng tôi thêm vào hai chữ nữa, giáo dục Đức Phật. Hy vọng có thể thức tỉnh được họ, làm cho họ giác ngộ, làm cho họ hiểu rõ Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo là giáo dục. Khẳng định nó là giáo dục. Đó chính là giáo dục mà tất cả chúng sanh đều nên tiếp thu. Đặc biệt nên tiếp thu giáo dục Đức Phật. Phật là ý nghĩa của trí tuệ. Giáo dục Phật giáo là giáo dục của trí tuệ. Thế Tôn nói với chúng ta, chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết được vấn đề. Lời này nói rất có lý. Có thể tương ưng với điều này mới xưng là thiện, thiện huệ quang minh. Có thể thấy chữ thiện này là làm cho huệ quang chiếu khắp, nâng lên một tầng thứ cao hơn nữa. Vị thứ tư, phổ dân âm thiên dương. Trong danh hiệu, chúng ta lập tức sẽ có thể thể hội được đây là thuyết pháp. Thuyết pháp là dùng âm thanh. Phổ là bình đẳng. Thuyết pháp bình đẳng, không có thiên về tốt. Không phải đối với người yêu thích thì nói nhiều hơn một chút, người không thích, người chán ghét thì không nói cho họ, vậy thì quý vị không phổ rồi. Phổ là bình đẳng. Ý nghĩa của chữ dân ở đây là biểu pháp, tượng trưng không chấp tướng. Giống như chư Phật Bồ Tát hiện thân thuyết pháp cho tất cả chúng sanh đều không chấp tướng.
Trong kinh Bát Nhã nói tam luân thể không, không chấp trước, tướng tôi nói hay, tôi nói giỏi, không chấp trước, vừa chấp trước liền sanh phiền não. Không những không chấp trước, vừa rồi nói ngay cả tâm phân biệt đều không có, mới hoàn toàn thuận với tự nhiên, tùy thuận pháp tánh, tùy thuận sinh thái tự nhiên, không có mảy may chấp trước, không chấp trước pháp mà bản thân đã nói. Cũng không phân biệt những người tiếp thu nghe pháp. Quý vị thì tâm này thanh tịnh biết bao. Cho nên dân ở đây tượng trưng không phân biệt, không chấp trước. Tướng có thể không? Tướng của đám mây chúng ta nhìn thấy có. Hiện nay chúng ta đi máy bay, bay vào trong đám mây thì không có nữa. Chúng ta biết được nó có tướng này. Nhìn xa thì thấy tướng này, nhìn gần thì không có. Cho nên ý nghĩa của chữ này, chúng ta thể hội được ý nghĩa này. Trong ý nghĩa có, chẳng phải có, chẳng phải không. Nhất định không được chấp trước, nhất định không được phân biệt. Lấy ý nghĩa này, đây chính là dạy chúng ta phải học tập Phật Bồ Tát, phải sống cuộc sống của Phật Bồ Tát. Cuộc sống của Phật Bồ Tát chẳng phải có, chẳng phải không. Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thân thể này tại thế gian này để làm gì? Tuyệt đối không phải vì bản thân, là vì tất cả chúng sanh khổ nạn mê hoặc điên đảo mà thị hiện. Thị hiện cho họ bởi vì bản thân không chấp trước ngã nhân chúng sanh. Cho nên thị hiện là tương đương với chưa thị hiện. Thuyết pháp cũng đồng như chưa thuyết pháp. Thế nên là thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết. Chưa gì thể hội ý nghĩa này. Cũng giống như mây vậy, chẳng phải có, chẳng phải không. Vì thế họ được tự tại. Tự tại là gì? Trong thuận cảnh không có tham ái, không khởi tâm tham ái. Trong nghịch cảnh không sanh tâm sân nhuệ. Bất luận trong nghịch cảnh hay thuận cảnh, vĩnh viễn duy trì được tâm bình thường. Đó mới gọi là đại tự tại. Bình là tâm địa thanh tịnh, bình đẳng. Thường là vĩnh viễn duy trì. Quý vị có thể vĩnh viễn duy trì tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, chính là Bồ Tát. Trong dạy học Phật giáo, quý vị sẽ lấy được học vị Bồ Tát. Đương nhiên, cùng lúc lấy được học vị như vậy, trình độ có cạn sâu cao thấp không đồng. Cho nên Bồ Tát có phân ra 51 cấp bậc. Từ sơ tín vị Bồ Tát đến đẳng giác Bồ Tát, 51 cấp bậc. Nhưng Bồ Tát cấp bậc thấp nhất
cũng buông bỏ ngã chấp. Nếu như quý vị còn có chấp trước, chấp trước thân này là ta, khởi tâm động niệm, quý vị vẫn chưa đạt được sư tín vị Bồ Tát. Đây là tiêu chuẩn bắt buộc, ý niệm tự tư tự lợi hoàn toàn không có, không còn chấp trước thân này là ta nữa. Thân là gì? Thân là sở hữu của ta, không phải là ta. Cũng giống như quần áo chúng ta mặc vậy, áo quần là sở hữu của ta, áo quần không phải là ta. Thân thể không phải là ta, thân thể là sở hữu của ta. Cho nên xả thân thọ thân sẽ vô cùng dễ dàng, không đau khổ chút nào cả, bởi vì nó không phải là ta. Giống như quần áo chúng ta vậy, cởi ra một chiếc áo, đổi một chiếc áo, tự tại biết bao, có đau khổ gì đâu, sẽ không có đau khổ. Bồ Tát xả thân, thọ thân chính là tùy loại hiện thân. Tùy loại hiện thân cũng giống như chúng ta thay áo quần vậy. Chúng ta đến trường hợp nào, mặc áo quần nào thì tương đối thích hợp. Cũng giống như tình hình này vậy, rất đơn giản, rất dễ dàng. Vấn đề chính ngay nơi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Như vậy mới có thể vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp. Vị thứ năm, Quán Thế Ngôn Âm Tự Tại Thiên Dương. Danh hiệu này và danh hiệu trước có liên quan mật thiết. Đức hiệu trước hiển thị thái độ chư Phật Bồ Tát thuyết pháp cho tất cả chúng sanh. Câu này chú trọng tại quán cư, vô cùng quan trọng. Cũng chính là chúng sanh họ cần nghe những gì, muốn học tập những gì, quý vị dạy họ vậy sẽ vô cùng thích hợp. Nếu như quý vị hướng dẫn cho họ thứ họ không cần, hướng dẫn cho họ thứ họ hoàn toàn không thể dùng vào cuộc sống của họ, tôi tin rằng rất nhiều người sẽ không muốn học nữa. Học rồi cũng không có ích gì. Vị Thiên Dương thứ năm hiển thị ứng cơ thuyết pháp. Quý vị nếu muốn giúp đỡ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, trước phải quán thị, quán sát. Thế gian là nói hiện tiền, lúc này, nơi này. Hiện tại mọi người cần là gì? Phật ở trong kinh thường nói ví dụ rằng bản thân Phật ví như một vị đại y vương, giống như bác sĩ trị bệnh. Chúng sanh là bệnh nhân, bác sĩ trị bệnh cho họ. Nếu như muốn chỉ cách
chữa cho họ. Quý vị phải đưa thuốc trị liệu cho họ. Rốt cuộc bày cách chữa như thế nào? Cho họ thuốc gì? Chưa phải biết họ mắc bệnh gì. Đây gọi là quán cư. Biết được họ mắc bệnh gì, sau đó mới hướng dẫn họ, tức là khí cư. Thuốc vào bệnh hết, bệnh của họ sẽ lành, thật sự đạt được lợi ích. Chúng ta biết sinh bệnh, nếu như uống sai thuốc, không những bệnh không lành, có thể ngay cả tính mạng cũng bị mất, rất oan uổng. Thuyết pháp cũng như vậy. Thuyết pháp không khí cơ, đoạn mất pháp thân quỷ mạng con người, tội lỗi càng nặng. Cách nói này nghĩa là quán cư vô cùng quan trọng. Quán cư này không ra ngoài căn cơ của con người. Thời cư, xứ sở cư. Sau đó mới có thể làm được ứng cư thuyết pháp. Quán thị ngôn âm, quý vị thuyết pháp tự tại. Biểu diễn cũng tự tại, mới có thể thật sự giúp đỡ được chúng sanh trong khu vực này, thời đại này, làm cho họ sanh tâm hoan hỷ. Mọi người đến học tập với Phật Bồ Tát. Vị thứ sáu, tịch tỉnh quang minh nhãn thiên dương. Tịch tỉnh là căn bản trí. Quang minh nhãn là khởi dụng của trí tuệ. Trong kinh Kim Cang có nói Như Lai ngũ nhãn viên minh. Ngũ nhãn viên minh từ đâu mà đến? Từ tịch tỉnh đến. Cho nên Phật pháp trong tu học quan trọng là nơi định. Chúng ta biết tông phái nhà Phật rất nhiều, pháp môn càng nhiều hơn. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Trong kinh luận cũng thường nói 84,000 pháp môn. Pháp là phương pháp tu học, môn là đường lối. Đường lối thông đạt khế nhập, đây đều là ví dụ. Nhưng đem nó tổng quy nạp lại, không ra ngoài tam học giới định tuệ. Ba chữ này thống nhiếp vô lượng pháp môn. Không có một pháp môn nào có thể vượt ra ngoài ba chữ này. Mà ba chữ này là lấy định làm then chốt, huệ là mục đích, giới là phương pháp. Giới không phải là mục đích,
Nhờ giới mới đắc định, nhờ định mới khai huệ. Xưng nó là tam vô lậu học. Chúng ta tu học, bất luận là quý vị tu học pháp môn nào, bất luận dùng công phu gì, quý vị lúc bình thường niệm Phật cũng được, tụng kinh cũng được, niệm chú cũng được, bái sám cũng được. Bất luận là quý vị tu học dùng phương pháp gì, quý vị có thể tương ưng với giới định tuệ, công phu của quý vị sẽ đắc lực. Quý vị không tương ưng với giới định tuệ, công phu của quý vị sẽ không đắc lực. Có rất nhiều người bình thường thường cảm thán, tôi rất tinh tấn, cũng rất nỗ lực, rất muốn học cho đàng hoàng, chỉ là công phu không đắc lực. Nhưng quý vị không tìm ra được nguyên nhân không đắc lực. Nguyên nhân tại tịch tỉnh, tâm quý vị không tỉnh. Nếu chúng ta hỏi vì sao tâm quý vị không thể yên tĩnh lại được, quý vị học tập không như pháp. Như pháp chính là trì giới. Công phu của quý vị dùng không như pháp, cho nên quý vị không đạt được tâm thanh tịnh. Nếu dụng công như pháp, quý vị nhất định có thể được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là định. Nhân định khai huệ, tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ. Có thể thấy tịch tịnh vô cùng quan trọng. Từ đó có thể biết yêu thích náo nhiệt, là chướng ngại rất lớn của người tu đạo. Cho nên trong Pháp Tiểu Thừa vô cùng chú trọng tịch tịnh. Đạo tràng cũng thanh tịnh trang nghiêm, không giống Đại Thừa. Đại Thừa náo nhiệt làm Pháp hội, coi trọng bày biện. Trong Tiểu Thừa không nhìn thấy. Đại Thừa trong náo nhiệt được tịch tịnh, chân tịch tịnh. Nhưng trong náo nhiệt nếu không đạt được tịch tịnh, vậy thì quý vị bị đọa lạc rồi, không bằng Tiểu Thừa. Đạo lý này chúng ta phải hiểu được. Từ đó có thể biết, người thật sự muốn tu học, muốn thành tựu, bản thân nhất định phải nghiêm túc phản tỉnh, thời thời khắc khắc kiểm nghiệm công phu của bản thân. Nói cách khác, ngày ngày phải kiểm tra. Nếu như chúng ta ở nơi náo nhiệt, bản thân trì định không được, quý vị phải hiểu được cần rời đi. Trong kinh điển, Đức Phật dạy cho chúng ta diễn ly nơi ồn náo. Quý vị phải hiểu cách rời xa, không nên tiếp cận. Vì sao cổ nhân tu hành xây đạo tràng đều ở nơi thâm sơn, nơi dấu chân người không bước đến? Quý vị nghĩ đến đó, nơi đó đi rất khó khăn.
Thời đó phương tiện giao thông không phát triển, quý vị nhất định phải đi bộ, thậm chí đi 2-3 ngày đường mới có thể đến được. Nó chính là nơi có cảnh giới thanh tịnh, diễn ly xã hội, diễn ly đô thị, thậm chí ngay cả thôn trang cũng diễn ly, giữ môi trường tịch tịnh, đối với bản thân tu hành có ích lợi. Người hiện tại tu hành rất khó khăn. Khó ở đâu? Trên thế giới rất nhiều sự việc. TV có trong nhà, báo chí đưa đến tận nhà, phát thanh đưa đến tận nhà, làm cho quý vị trong đầu óc như hồ gián vậy, toàn là hồ đồ, sắp xếp không ra manh mối. Quý vị làm sao có thể làm cho tâm định lại được? Đây là điểm khó khăn. Cho nên chúng ta thường khuyên đồng tu sơ học, phải hạ thủ từ đâu? Quý vị thật sự muốn niệm Phật, muốn học Phật, không xem TV, không xem báo chí, không nghe phát thanh, tâm quý vị mới định lại được. Hiện tại có rất nhiều đồng tu tại gia, công việc của họ nếu như không có được tin tức, họ sẽ không thể nào làm việc. Trong tình hình này, quý vị nếu muốn hiểu rõ, chỉ là điều mà công việc bản thân quý vị cần đến. Mỗi ngày có được những tin tức này là đủ rồi. Những thứ công việc không cần đến, tất cả đều đừng để ý. Quý vị sẽ có thể giảm thiểu một bộ phận lớn. Nhưng ngày nay những tin tức mà công việc cần đến nhiều lắm rồi, đã sản sinh chướng ngại nghiêm trọng rồi, làm cho tâm trạng của quý vị không định lại được. Nguyên nhân là do đây vậy. Cho nên ngày nay tu hành khó khăn hơn ngày xưa không biết gấp bao nhiêu lần. Đối với việc tu học của chúng ta mà nói, phước báo người hiện đại không bằng cổ nhân. Cho nên cho rằng hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ, sự hưởng thụ vật chất của chúng ta có được tiện lợi của khoa học kỹ thuật. Trên thực tế, ngày nay chúng ta có được những hưởng thụ này, cái giá mà chúng ta bỏ ra quá lớn. Cái giá phải trả quá nặng. Thật sự là được không bằng mất. Đây là sự thật. Nhất định phải tỉ mỉ mà tư duy, quan sát, phản tỉnh, quý vị mới có thể rõ ràng. Sau đó mới hiểu được một cách sâu sắc tâm địa thanh tịnh của cổ nhân đáng quý biết bao. Cổ nhân có trí tuệ chân thật, người hiện đại không có trí tuệ. Người hiện đại chỉ có thường thức. Thường thức phong phú. Nho gia nói, học vấn ghi nhớ. Sở học của người hiện đại là học vấn ghi nhớ, không phải là học vấn từ trong tâm tánh của bản thân mà giác ngộ được. Từ trong tâm tánh và giác ngộ là chân thật, là của bản thân. Quý vị đi khắp nơi, nghe được nhiều, hỏi được nhiều, nhớ được nhiều, đều là của người khác. Không có thứ gì là từ trong tự tánh quý vị lưu lộ ra. Thứ từ tự tánh quý vị lưu lộ ra gọi là trí tuệ. Không phải từ tự tánh lưu lộ ra thì gọi là tri thức.
Người hiện tại tri thức phong phú, trí tuệ không có. Tri thức, vấn đề nhỏ có thể giải quyết, vấn đề lớn giải quyết không nổi. Duy chỉ có trí tuệ mới có thể thực sự giải quyết được tất cả vấn đề. Tịch tỉnh quang minh nhãn tượng trưng cho ý nghĩa này. Vị thứ bảy, quang biển thập phương thiên dương. Ý nghĩa của danh hiệu này vô cùng rõ ràng. Chúng ta làm thế nào để học tập? Chính là mở rộng tâm lượng. Trí tuệ của chúng ta, ý nghĩa quang rất nhiều. Trí tuệ là quang minh, năng lực là quang minh, kỹ xảo cũng là quang minh, tư duy tưởng tượng không có gì không phải là quang minh. Hy vọng chúng ta mở rộng tâm lượng. Lấy mười phương thế giới làm phạm vi của tư duy chúng ta. Giống như Đức Phật trong Kinh đã nói, tận hư không biến pháp giới. Luôn luôn nghĩ, luôn luôn nhớ đến, tâm lượng quý vị tự nhiên sẽ khai mở. Sau đó, cũng như chúng tôi đề xướng ra cương lĩnh tu hành, chân thành của quý vị khắp mười phương, thanh tịnh khắp mười phương, bình đẳng khắp mười phương, trí tuệ của quý vị khắp mười phương, từ bi của quý vị khắp mười phương. Quý vị mới có thể giúp đỡ mười phương thế giới, tất cả chúng sanh khổ nạn. Tu học Đại Thừa như vậy, chướng ngại không những giảm thiểu, mà chướng ngại không còn nữa. Đức Phật thường nói, phàm phu chúng ta nghiệp chướng sâu nặng. Nghiệp chướng đến như thế nào? Tâm lượng nhỏ quá, tạo ra vô lượng vô biên nghiệp chướng. Làm thế nào để đột phá được những nghiệp chướng này, tiêu trừ những nghiệp chướng này? Phương pháp kỳ diệu nhất là khai mở tâm lượng, nghiệp chướng sẽ không còn nữa. Cho nên Đại Thừa mệnh danh là diệu pháp, nó thật diệu. Vô lượng kiếp đến nay, nghiệp chướng tích tập có thể trong sát na đột phá được, trong khoảng sát na hoàn toàn tiêu trừ. Đây đều là lời chân thật, không phải giả dối. Vì sao trong khoảng sát na có thể tiêu trừ được? Trong Kinh Đức Phật đưa ra ví dụ như căn nhà tối tăm ngàn năm, căn phòng này tối đen, không có cửa và cửa sổ, hơn 1.000 năm đen tối không có ánh sáng. Điều này ví dụ cho thời gian nghiệp chướng lâu. Quý vị thắp lên một ngọn đèn đi vào, bóng tối không còn nữa. Ý nghĩa này chính là nói với quý vị, nhà tối tăm ngàn năm, một ngọn đèn có thể đột phá được. Nói cách khác,
Vô lượng kiếp đến nay, vô minh phiền não tích lũy nghiệp chướng, vừa khai ngộ liền tiêu trừ hết. Cảnh giới ngộ là gì? Cảnh giới ngộ là quang biến thập phương. Quý vị đã ngộ rồi, cho nên bản thân quý vị có khai ngộ hay không, không cần hỏi người khác. Bản thân đã rõ ràng, đã hiểu rõ rồi. Tư tưởng, ý niệm của quý vị, niệm niệm đều là phục vụ cho tất cả chúng sanh trong mười phương. Quý vị đã khai ngộ rồi. Quý vị và tâm của Phật Bồ Tát không có gì khác nhau. Trong khi người khác vẫn còn có bản thân, cũng coi như là ngộ, chưa triệt để, chưa rốt ráo, chưa dứt khoát. Đó không phải là triệt ngộ. Cho nên ngộ có tiểu ngộ, có đại ngộ. Có triệt ngộ rốt ráo viên mãn. Điều này phải xem ý niệm tự tư tự lợi của bản thân đã nhẹ nhiều chưa, càng ít càng tốt. Hoàn toàn không có nữa là tốt nhất. Quý vị mới thật sự khôi phục đến tự tánh của bản thân. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây thôi.